Dạ vâng, cửa hàng nông cơ Huy Hòa xin kính chào toàn thể các em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Đắc Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Vâng, thì hôm nay thì cửa hàng chúng em lên cho các bác xem một máy cưa xích hút mana 236 các bác nhé. Đó. Một cây cưa xích hàng tuyển cực kỳ đẹp luôn rồi. Hàng này là dòng Thụy Điển luôn các bác nhé. Hàng bãi Thụy Điển sản xuất đời cực kỳ mới các bác này. Đời 2014, không biết là nó mờ mờ để các bác có nhìn rõ không ạ? Đó. Đó, sản xuất năm này 2014 các bác nhá. Đó. Mà là hàng Sweden, hàng Thụy Điển. Đó. Hút mặt nạ 236. Máy móc cực kỳ đẹp các bác nhỉ. Bồ quá là ok luôn các bác nhá. Này con này thì em đã lên cho các bác luôn một cây lam Latin. Làm là tình 4 tấc xịn luôn rồi các bác nhé. Đó, tại vì do là lúc em nhập về thì cây lam zin của nó thì đã bị hỏng nó rồi, nên là em lên cho các bác luôn một cây lam Latin xịn luôn cho các bác. Đó, mà lam của nó là lam bánh xe cũ của nó, bánh xe nhé, mà em đã lên cho các bác luôn một cây lam Latin rồi, chuyển đổi qua cho các bác về các bác sử dụng. Đó, còn này có núm bơm xăng phụ luôn, e gió tự động nhá, bóp ga tự về. Đó, công tác ở đây đẩy xuống là tắt, đẩy lên là mở. Đó, thắng xích à, sử dụng đầy đủ nguyên lam à, úp lam là vạn nhanh vạn tiện lợi luôn các bác nhá. Đó, không cần phải lan tan gì cả. Nói chung là về hình thức tổng thể con này thì cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Ngoài cận cảnh cho các bác xem qua hàng 236, con này có tích hợp luôn chụp giật trợ lực lò xo về cho các bác sử dụng. Đó, thắng xích có luôn nhá, sử dụng ngon lành từ A tới Z, hàng tuyển chất lượng cực kỳ đẹp. Đó, tổng thể của nó đây cho các bác xem qua. Giá con này hiện tại em bán với giá là 3.800.000. Các bác nào ưng ý hoặc là chốt con này thì có thể nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0354392929 để đặt hàng các bác nhé. Các bác chỉ cần để lại cho em số điện thoại, địa chỉ cũng như là tên thì em ship đến tận nơi cho các bác luôn nhá. Đó, các bác ở đâu thì cũng có thể ship được hết, cứ trong Việt Nam mà có thể ship được hết. Đó, từ Nam ra tới Bắc, tùy thôi, tờ rơi vào tầm khoảng một tuần đổ về các bác nhé, tùy tỉnh xa tỉnh gần. Còn máy móc cho các bác là bao ngon lành, hàng tuyển chất lượng rồi, tem mác thì chuẩn chỉ nguyên này, hàng cưa xích hút mặt nạ. Có lẽ là hãng này thì các bác ở ngoài Bắc thì em nghĩ là xài sử dụng nhiều, ngoài Bắc thì hãng này thì cực kỳ nổi tiếng rồi, trong Nam thì người ta chuộng Estin là nhiều, nhưng mà ngoài Bắc thì có lẽ là hãng này thì không còn xa lạ gì rồi. 3.800.000 các bác nhá. Rồi bây giờ em test nổ cho các bác nghe qua tiếng máy luôn, để cho các bác xem là xem động cơ nó sử dụng như thế nào. Đó. Máy móc em đã căn chỉnh và dọn nổ ngon lành rồi các bác nhé. Linh kiện để đảm bảo cho các bác là nguyên zin từ A tới Z, hàng chưa bung chạm gì cả. Và dòng này là dòng chuẩn chính hãng các bác nhé. Em cam kết cho các bác là hàng chuẩn chính hãng. Nhiều các bác hay lăn tăn bảo là hàng giả hàng nhái, nhưng mà bên em thì đảm bảo cho các bác là uy tín là chủ yếu. Đó, máy móc thế sao là em nói thế. Máy móc là chuẩn chính hãng chứ không có phải là dòng Trung Quốc các bác nhé, như nhiều các bác thường hay nghĩ. Đó, mà nòng bạc cũng như là máy móc cam kết cho bác là zin nguyên bản 100%. Hàng ngoại trừ cây lam nha, ngoại trừ cây lam thì ngay từ đầu em đã nói rồi. Đó, còn riêng động cơ về máy thì đảm bảo cho bác là nguyên zin 100%. Hàng không bung chạm máy móc gì cả. Đó, nòng hơi chưa có tháo. Đảm bảo cho các bác về các bác sử dụng. Đó, uy tín là hàng đầu các bác nhá. Đó. Rồi, các bác nào ưng ý là chốt con này thì có thể nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp của em. Rồi em chào các bác, hẹn các bác ở video sau.